quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tương. Ngày hôm nay anh rất là vui bởi vì những ngày qua anh nhận rất nhiều thông tin của những cặp đôi, họ cũng chuẩn bị đi đến kết hôn rồi quý vị. Có tin vui sớm tôi sẽ báo cùng quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi tiếp theo trong ngày hôm nay. Hạ Màng. Em đã giúp bạn bè để đi tán gái. Từ nhỏ thì ba em có nói là nhìn vào bếp á, thì mình biết người phụ nữ như thế nào. Không uống bóp nuôi con 27 năm. Cô này là em vẽ tặng bạn rồi, hai người đã kết hôn rồi. Rồi vậy thôi, cất cô nó vô đi. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu lớn lên nha. Mời bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Hiền, đến từ Đắk Nông, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang làm kiến trúc sư cho một công ty bất động sản ở quận 7. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em tên là Như Ý, em 24 tuổi và em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở huyện Bình Chánh ạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở Bình Chánh luôn ạ. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em dạy từ cấp 1 cho tới cấp 3. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Từ nhỏ thì ba em có nói là nhìn vào bếp á, thì mình biết người phụ nữ như thế nào. Nên ba em dạy em nấu ăn từ nhỏ khá là sớm. Nên điểm mạnh của em chắc là nấu ăn rất là giỏi. Hay quá ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Em thấy em khá là mít ướt. Với lại mà khi mà mình yêu rồi á thì em hết mình nên người ta nói gì em cũng nghe hết trơn. Trời ơi, dễ tin người, phải không? Dạ đúng rồi, dễ tin người. Có bị gạt không? Dạ, cái đó chưa. Chưa, hên quá. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em rất là đam mê những ngành bên nghệ thuật như là vẽ, hát. Những lúc rảnh rỗi thì em rất là thích ngủ nướng. Dạ. Cái này không sao, mình rảnh mà. Dạ, thức khuya. Thức khuya thì không tốt, phải cải thiện lại. Mình nói chút xíu về tình trường đi bạn. Thì mối tình đầu tiên thì học lớp 12. Rồi cái đó bỏ qua đi, xưa lắm rồi, mới đây. Thời gian em sinh viên thì em không quen ai cả. Đến khi em ra trường thì em cũng có quen một bạn ở gần xóm trọ. Nhưng mà sau một thời gian thì em thấy không có ok. Thời gian là bao lâu? Dạ khoảng chừng 2 tháng. Rồi coi như là mình không có tình yêu lâu lắm rồi đúng không? Cũng chưa có gì sâu đậm ha. Đúng rồi. Rồi mời bạn gái, tình trường của em thì sao? Dạ, từ lúc em ra trường á thì em có đặt mục tiêu là ra trường 2 năm thì phải lập gia đình. Mà nay cũng 4 năm rồi chị. Là từ hồi năm 2 tới giờ em cũng chưa yêu ai hết. Mối tình đầu tiên thì em cũng quen 4 năm. Nhưng tại sao chia tay? Thì anh đó có người yêu mới á chị. Nhưng mà lý do tại sao em có nghĩ tại sao em không có tự tìm được một người yêu cho mình không? Thứ nhất là do môi trường làm việc của em á, 10 người thì có 9 cô giáo, chỉ có một duy nhất một thầy giáo thôi. Mà nhiều khi thầy đó là hoa đã có chủ rồi. Thứ hai nữa là do em cũng kỹ tính quá. Khi mình gặp ai đó mình nhìn vô mình thấy mến thì mình mới tìm hiểu được. Nên nhiều khi cũng có nhiều bạn bè giới thiệu mà em mới nhìn em thấy thôi không được rồi, nên ngay từ đầu các em đã chặn. Tại nhiều khi phải cho nhau cơ hội mới tìm hiểu được chứ. Không, cô ấy nói cũng đúng, mình phải mến mình nói chuyện tình yêu chứ. Bây giờ em làm sao để em mến nè? Đầu tiên thì em mong bạn đó có một gương mặt tròn tròn, phúc hậu tí, nhìn cười cái là mình yêu liền nha anh Quyền. Cười cái yêu hả? Có cái mẫu nụ cười giống ai không? Thật thà chất phác giống như anh Quyền Linh là ok. Có tiêu chuẩn gì nữa không bạn? Dạ, em nhà em nuôi rất là nhiều chó nên em mong bạn nam nó cũng thích yêu động vật giống như em. Dạ. Có yêu động vật không bạn? Nhà em nuôi rất nhiều chó chị ơi. Thôi vậy à, cũng được. Bây giờ mẫu người bạn trai tìm kiếm là một người bạn gái như thế nào? Tại vì mẹ em nó ăn rất ngon nên em thích phụ nữ nấu ăn ngon. Dạ, để được ăn ngon hàng ngày ạ. Ba bạn ấy dạy bạn ấy nấu ăn từ nhỏ luôn. Rất ngon. Còn gì nữa? Chỉ có hỏi thân. Có nhiêu đó thôi hả? Dạ. Ăn ngon là được rồi hả? Dạ. Tình yêu đến từ đường ngoại hình sao em? Dạ thì chỉ cần cao một tí là được rồi. Có mẫu hình lý tưởng ai không? Dạ thường thường thì nếu như mà em thích bạn nữ nào thì em sẽ vẽ tranh cho bạn nữ đó. À vậy à? Thì hôm nay em có mang theo những tranh em vẽ. Đưa tranh rồi không giống bạn nữ bên kia sao? Dạ ý là chỉ cần một điểm đó thôi, nhưng không phải là giống hoàn toàn. Những cái bài vẽ này là em vẽ giúp bạn bè để đi tán gái. Là sao nói, em nói như vậy anh chưa hiểu. Hôm nay là em chỉ mang theo để dự phòng thôi. Dự phòng gì? Dạ là tại vì sợ lỡ là
chương trình hỏi là em có biết vẽ không thì em không có mang tranh theo thì nó không có thuyết phục. À, đơn giản vậy. Nhưng mà cái tranh này là vẽ ai? Vẽ cái đối tượng của em hay là chỉ là vẽ để biết mình là biết vẽ tranh? Vẽ tặng cho mấy người đi tu gu gái thôi, cho anh hai thờ thôi. Trời ơi, bài. Người khác đi, anh không được đâu. Ý em vậy thôi đúng không? Dạ. Thế nãy giờ em nghe cái giọng nói cô ấy, em hình dung cô ấy như thế nào? Em nghĩ là chắc có lẽ là rất là mỏng manh. Rất là mỏng manh. Dạ. Em không thích phụ nữ mập. Lý do sao em không thích phụ nữ mập em? Mập múp míp, mập ma, mập mỉm dễ thương chứ. Đừng có mập quá chứ không phải là... Thí dụ như chị vậy là mập không? Dạ. Chị vậy thì quá đẹp rồi. Anh cứ dù dập em hoài. Thực ra thì tiêu chuẩn của em cũng không có nhiều. Không, bây giờ chị hỏi em nè, cái tranh này là em vẽ con trai hay con gái trọng? Dạ con gái. Con gái. Dạ. Mà khi em vẽ có nghĩa là em phải tưởng tượng cái gì đó, cái cũng thể là cái chuẩn, cái chân lý gì đâu trong đây nè. Đưa đưa chị coi cái tranh coi. Để coi mập hay ốm, trọng là chị biết liền à. Vẽ để cho tặng cho mấy thằng ông đi cô gái. Trời ơi thiệt. Trời ơi nhiều lắm hả? Một nuôi vậy đó hả em? Dạ, không thì em phát cho mấy tờ thôi chị. Có ai muốn đi cô gái không? Đăng ký một người một tranh. Trời ơi xuất sắc. Nhưng mà chị hỏi nè, những cái cô gái này là những cô gái em đã từng gặp ở ngoài đời, em ấn tượng em vẽ họ, hay là những cô gái này là những cô gái em tưởng tượng trong đầu khi em vẽ? Dạ như đây là bạn học cùng cấp 1, cấp 2 của em, rất thân ạ. Cái này cấp 3, cấp 4 rồi chứ. Dạ không, nhưng mà sau này mới vẽ ạ. À dạ. Một cô, cầm coi. Trời ơi đẹp quá, trời ơi. Có ai chọn được cô nào không? Mấy cô này có chồng chưa? Cô này có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa nha. Cô này sao? Cô này ở đâu đây? Dạ cô này chỉ là một ca sĩ của K-pop thôi. À ca sĩ. Câu cô này sao? Dạ cô này là em vẽ tặng bạn rồi, hai người đã kết hôn rồi. Rồi vậy thôi cất cô đó vô đi. Vậy là những cô này đều là cái cô thật sự ngoài đời có thiệt đúng không? Chứ tiếp không phải cái cô mình tưởng tượng. Đáng lẽ hôm nay em phải vẽ một cái cô mà do em tưởng đúng tượng rồi. Ra cái mẫu người của mình. Trời đẹp quá ta. Đẹp thiệt. Cô nào cũng xinh hết trơn á. Em vẽ một tấm tranh như vậy là mất thời gian bao lâu? Dạ nếu như mà em rảnh rỗi mà chủ nhật thì em vẽ khoảng chừng 3-4 tiếng. Ngồi rảnh rảnh là vẽ được giúp 4-5 thằng bạn được luôn. Em đã chuẩn bị gì đã để tiến tới hôn nhân chưa? Hay chỉ có mấy bức tranh? Em thấy thì mình cũng đã khá là ổn định để có hôn rồi. Rồi. Công việc em cũng đã ổn định, thu nhập cũng ở mức khá. Có thể là ba mẹ sẽ giúp đỡ thêm một tí. Sẽ ổn định cuộc sống rồi. Chân em bị đau hả? Dạ không. Sao ôm chân hoài? Em run quá. Em run quá. À. Làm khó quá. Không tưởng đâu mình đã quan tâm nó là khó. Tưởng đâu bạn trai bị đau chân. Sức khỏe ổn định không? Dạ sức khỏe tốt gì. Thôi đừng nói tốt quá bác hết đất á. Thôi được rồi đẹp trai. Làm khó thằng trai quá, thằng trai vẽ đẹp lành. Trời ơi vậy đẹp lắm, em kêu ảnh vẽ hình em đi đẹp lắm. Ồ, dạ. Chào em gái rất dạ, xinh dạ, đẹp. Cái anh chàng họa sĩ mình nghĩ rằng có tài. Dạ. Bởi những cái nét vẽ rất là đơn sơ nhưng mà rất là sắc nét. Nhưng mà hiền lắm em ơi. Hiền khô à. Em phải hỏi ảnh có lăng nhăng không chứ ảnh đẹp trai. Dạ đúng rồi bạn... Em hỏi như em coi là bạn nam có lăng nhăng. Tại vì em đã trải qua một mối tình như vậy nên giờ em cũng hơi ngại chuyện đó. Em ơi em có da nhăn, ý có lăng nhăn không? Dạ không có anh. Theo cái cảm nhận của anh nha, anh này cũng hơi đàng hoàng. Hơi thôi hả? Hơi đàng hoàng. Anh cảm nhận thôi, mới gặp thì anh chưa có biết đánh giá hết được, nhưng mà anh này đàng hoàng đấy. Chúc em dạ. Nói em cảm nhận tiếp nha. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào Huyền Linh với chị Cát Tường. Chào cô. Con gái tôi thì nó làm giỏi lắm, chăm chỉ, mà có một cái là hơi kỹ tính với lại hay mất nước. Cô nhận thấy anh chàng bên đó như thế nào cô? Dạ thấy cũng được, hiền lành, chững chạc. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Hứa gì với bác cho bác yên tâm đi. Dạ. Nếu như mà con được chọn thì con hứa sẽ là... Ai chọn? Dạ, nếu như mà con được em chọn thì con sẽ cố gắng mang đến cho cô ấy những hạnh phúc, những cảm nhận tuyệt vời nhất và một chỗ dựa vững chắc nhất. Dạ, con cảm ơn. Cũng chúc cho hai cháu được tiến tới hôn nhân. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em cũng đến với mẹ. Hay quá. Dạ chào cô ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Hiền. Dạ. Và tôi đến từ Đắk Nông. Theo cái cảm nhận nãy giờ mà ngồi đây á, mà nhìn cháu là bên gái bên này á, tôi thấy cháu rất dễ thương. Nó là nấu ăn ngon và là giỏi giang á, là tôi cũng rất thích. Dạ. Tôi mong là cháu và con tôi thì có cuộc hẹn hò lâu dài. Sẵn hai bà xui gia tương lai ở đây ha. Hai người đứng lên nói vài câu cái đi, coi như là kết tình xui gia đầu tiên cái đi ha. Đàn trai có đôi lời với đàn gái trước đi. Dạ. Rồi, được rồi. Dạ, em với chị đến đây
là cũng như là một cái duyên rồi đó chị. Mong chị là đừng có ngại xa xôi em ở Đắk Nông mà không có bằng lòng để hai đứa trẻ nó tìm hiểu. Và nếu mà tìm hiểu được thì cũng mong là chị có dịp nào đó về Đắk Nông của em thăm. Rất đẹp. Quan trọng phần còn lại là do hai bạn. Kéo màn. Kéo màn lên. Anh có món quà nhỏ tặng em, thì hy vọng là anh có tặng em một con gấu nhỏ thì em sẽ tặng lại em con gấu lớn. Em thích đọc sách nên em có mua một quyển sách em yêu thích, hy vọng anh đọc. Anh cảm ơn. Dạ. Hai cái hình ảnh rất đẹp thưa quý vị. Rồi bây giờ mình có 2 phút trò chuyện nha. Dạ. Tấn công. Thì em thấy anh là người như thế nào? Dạ, em thấy anh hiền, chất phác. Dạ, em nhìn thấy có rất là thiện cảm ạ. Anh thấy em thế nào? Vượt qua những gì anh tưởng tượng. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh thích bạn nữ cao cao, nhưng mà em không có cao lắm mà. Tại vì con gái có lợi thế là được mang guốc đồ nên nó cũng tương đối là được rồi. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Chắc có lẽ là anh tin tưởng quá rồi nên anh không cần hỏi thêm gì. Thí dụ như đồng ý hẹn hò rồi bao giờ bạn có thể đưa bạn gái về Đắk Nông chơi thí dụ gì đó? Thì anh sẽ sắp xếp để em được về trên đó chơi một lần sớm nhất. Nhưng mà không biết là em có ngại đường xá xa xôi gì không? Dạ không, tại em thích đi du lịch, thích đi xa lắm. Nhưng mà anh hay đi bằng xe máy thì không biết là em có bị... Xe máy, dạ không sao anh, miễn có được đi là vui. Quản lý kinh tế con cái trong nhà ai lo? Em nghĩ là em sẽ giao cho vợ lo hết ạ. Em tiêu tiền rất là thoải mái nên em không có giữ được nhiều. Em được cái em giữ tiền rất là kỹ. Có vợ giữ giùm là ok rồi ha. Hồi nãy là bạn trai đã nói chuyện với mẹ em rồi. Dạ. Bây giờ em nói vài câu với bác từ Đắk Nông xuống kìa. Dạ, con chào bác. Hôm nay con rất vui vì được gặp bác và anh. Thì con cũng hứa với bác nếu mà sau này con và anh có đến với nhau á, thì con sẽ trở thành một con dâu ngoan hiền của bác và người vợ tốt của anh. Không uổng bác nuôi con 27 năm. Bác rất cảm ơn con. Dạ, rồi, rồi xuất sắc. Hay quá, không có uổng chương trình bạn muốn hẹn hò ra đời. Thật ra bây giờ anh không, anh run quá, anh chỉ hứa là sau này anh sẽ là một người đàn ông tốt, là một chỗ dựa. Anh không lăng nhăng, không có cờ bạc rượu chè, hay là nói chung là anh sẽ cố gắng để là một người chồng tốt. Đẹp quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ anh bấm nút luôn giùm luôn cho. Mệt quá. Thì bấm luôn cho rồi luôn đi. Khoái cặp này quá trời quá đất luôn vậy đó. Rồi, chúng ta nào, sẽ suy nghĩ và bấm nút nha. 1 2 3. Bấm. Hết thời gian. Có hết mà. Con cảm ơn bác đã dạy dỗ ra một người con gái tuyệt vời như vậy. Và cảm ơn bác trai ở nhà nữa. Thực ra thì con cha và con mẹ thì đều lớn như nhau. Tuyệt vời làm sao á, không lẽ sẵn đây mình làm lễ luôn chứ. Mình nắm tay nhau. Xin phép hai bác mình hôn em gái cái đi. Nhưng mà em hơi sợ. Không, em xin đi, bác rất xung động. Nào. Dạ, vậy thì bác có cho phép con không? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Hôn. Tuyệt vời. Chúng tôi muốn những giây phút này các bạn không bao giờ quên nó. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Xem như ngày hôm nay đã được hai bên đồng ý rồi đó. Nhưng mà mình vẫn đi xem phim để trò chuyện nhiều hơn các bạn nha. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, hãy cầm lấy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm sử dụng phần quà này nhé. Giữ mãi phút giây này nha. Sớm thông báo chúng tôi sẽ tới Đắk Nông chơi nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đẹp đôi quá.